Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin, siêu thị Penny ở Creme Anderdonu, Áo phải đóng cửa từ ngày 9 tháng 8. Lý do là nếu có khách hàng nam nào bị con nhện độc Brazil này cắn, họ sẽ phải chịu đựng tình trạng cương dương kéo dài và cảm giác rất đau đớn. Quản lý siêu thị cho biết, họ đã gọi đơn vị cứu hỏa sau khi phát hiện một con nhện màu đen, đỏ, dài khoảng 10cm bò trên những nải chuối ở kệ hàng. Những quả chuối bị con nhện bò vào đã được niêm phong. Tiến sĩ Romulo Leiter thuộc Đại học Y khoa Georgia, người từng nghiên cứu về loài nhện này cho biết, sự cương cứng là một tác dụng phụ mà tất cả những ai bị loài nhện này đốt sẽ trải qua cùng với cảm giác đau đớn và khó chịu. Chúng tôi hy vọng đặc điểm này của nó sẽ giúp các nhà khoa học phát triển thuốc điều trị rối loạn cương dương. Vào năm 2012, tạp chí Smithsonian cho rằng Nọc độc của loài nhện này có thể hoạt động như một loại thuốc Viagra thế hệ mới, giúp những người đàn ông bị rối loạn cương dương lấy lại phong độ.